42 thiên, ngày 42. Hay nghe và nhắc lại cách nói. Vậy à, người Việt Nam phần lớn đều dùng Facebook. 这样啊, 越南人大部分都用脸书。 这，这，样，啊，越南人大部分都用脸书。 这样啊, 越南人大部分都用脸书。 这样啊, 越南人大部分都用脸书。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Rất vui được quen biết bạn. 很高兴认识你. Biết nói tiếng Việt không? 会说越南语吗? Nhà mình chính là ở gần đây. 我家就在附近. Học ở trường đại học nào? 在哪所大学读书? Không sai, có điều. 没错,不过. Của bạn thì sao? 你的呢? Có dùng Facebook hay không? 用不用脸书? Facebook không tiện. 脸书不方便. Nên mình còn chưa cài đặt. 所以我还没有安装.